Ăn gì khó có quan lo, tập 21. Không biết là bà có muốn ăn một cái món gì đó không? Con mua cho bà ăn. Con mua tôm cho bạn ha. Tôm cũng được. Bà đợi con xíu nè, con đi quay lại liền. Bạn nhân viên nói là tôm hùm Việt này nó ngon hơn là tôm hùm Alaska. Trời mưa nó lớn tới độ mà sấm sét hồi nãy giờ rất là nhiều luôn á, mọi người hãy nhìn nè. Bà ơi. Bà ở đây là một mình thôi với ai? Bà ông trả đi ông quỷ rồi. Bà năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ? 72, bước già, bước 8 điều 8. Mấy bữa nay trời mưa lắm, bà bán có được không? Mới bán đẹp qua nay mấy bữa giờ nghỉ chợ không đi được. Ăn gì khó có quen lo, tập 22. Con chào cô ạ. Thì không biết là cô có thích món nào không, con sẽ mua cô ăn. Cho bà miếng cơm. Cô có uống sữa ăn trái cây gì không? Thì cho, có muốn cho bà ly sữa. Ở đây đợi cô xíu nha, cô quay lại. Cho mình một cái cơm cá bạc không? Mình mua cơm cá cho cô bởi vì mình thấy cơm cá nó sẽ dễ ăn hơn là mấy cơm thịt sườn cứng. Mình mua sữa tươi có đường cho cô uống nha. Mình nghĩ là trái cây luôn tốt sức khỏe cho nên là cứ ai mà vô cửa hàng tiện lợi là mình mua trái cây hết. Cô ơi, con mua cho cô đây. Đây, cảm ơn. Cô ở đây ở với ai hay là ở một mình? Nhưng mà cô ở nhà tạ với kia. Ngày hôm qua cô bị dịch hơn 2 tháng. Đưa 2 triệu tiền điện thôi. Ăn gì khó có quen lo, tập 23. Dạ, con chào cô chú ạ. À, biết là cô chú có thích một cái món ăn gì đó mà con mua cho chú ăn. Em cho gì là ăn chứ. Không có ăn gà rán không? Muốn ăn thử không? Gà rán đúng không? Chú ngồi đây đợi con xíu, con mua con lại liền. Dạ. Dạ. Lấy mình 5 miếng gà rán, gà không cay, 2 phần nước. Lấy con gà nhá. Một phần gà tây. Mang ra cho anh với bà nha. Go. Gửi cho mọi người ăn. Dạ dạ. Ăn gì khó có quen lo, tập 24. Dạ con chào ông ạ. Thì con biết là ông có thích một cái món ăn gì ông con mua cho ông ăn. Món gì cũng được hết. Giờ già rồi biết ăn cái gì chung ngon. Nhưng mà ông thích ăn thịt bò, ông thích ăn hải sản, ông thích ăn cái gì con mua cho. Hải sản gì? Thích ăn tôm, mực hay là bà tuột? Gân đều không có. Dạ. Thì con nghĩ là con mua tôm cho ông ăn ha. Nó mềm. Mình sẽ mua tôm càng xanh nha mọi người. Hình như là 1.3 kg tôm thì phải. Mình định là cắt cho luôn nhưng mà mình nghĩ là thôi đem qua rồi mình lộ chú ăn luôn. Nóng nha ông, hơi nóng á. Ông để đó đi. Ông hồi chiều giờ ăn gì chưa? Chiều chưa ăn. Bao lâu lộn chung tôm ạ? Nhớ được. Thì đụng chung là có gì ăn nên nấy. Chứ đâu có dám ướt cạo sản. Ăn gì khó có quen lo, tập 25. Con chào bà. Không biết là bà có thích một cái món gì đó không? Con mua bà ăn. Món gì cũng được hết. Con cho bà ăn gì bà ăn hết chứ. Sáng giờ bà ăn gì chưa? Bà máu ăn uống như nước tương. Thôi cho bà bún bò đi. Bún bò hả? Cho mình một con bún bò đặc biệt. Nước mát vừa phải. Đây là bún bò và nước. Mình sẽ đem qua cho bà nha. Dạ, bún bò của cô ạ. Rồi, cảm ơn cô nhiều nha. Bao lâu rồi cô chưa ăn bún bò? Cô ơi, ít gian lắm. Tại vì em nhiều tôm này với con. Yeah. Đâu có tiền đâu. Cô ở đây với ai? Ở dưới mấy đứa con cô á. Nó cũng đi bán hàng đêm cô vậy con. Cô 68 tuổi con. Lúc nhà đi có đem thuốc theo. Thuốc đều nhức đều đủ chuyện được. Cô đau khớp mà cô ngồi từ sáng tới chiều tối luôn hả? Đi bán bây giờ sao con? Đi uống thuốc chứ giờ mình cố con.